Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2 trong 113 sách giáo khoa môn điện lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Dựa vào hình dưới đây, em hãy mô tả đường từ nhà em tới trường và trình bày trước lớp. Quan sát trên hình, các em có thể thấy từ nhà đi về phía bên tay trái theo hướng Tây khoảng 1 km, gặp trường tiểu học, rồi đến ngã tư, sau đó rẽ phải, đi khoảng 500m, gặp một ngã tư nữa. Đi qua ngã tư này khoảng 250m là đến trường trung học cơ sở. Câu hỏi số 2. Dựa vào hình dưới đây, em hãy mô tả trường em qua trí nhớ của mình và trình bày trước lớp. Trường bao gồm nhà hiệu bộ nằm ở giữa. Bên trái nhà hiệu bộ là nhà A cho học sinh khối 8 và khối 9. Bên phải là nhà B dành cho học sinh khối 6 và khối 7. Hai nhà có kích thước bằng nhau. Sau nhà B là sân bóng và nhà đa năng. Xung quanh trường có tường bao quanh, cổng trường nằm đối diện với nhà hiệu bộ. Vậy là cô và các em đã trả lời xong câu hỏi mục 2 trong 113. Sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.